được chào đón quý vị đang đến với chương trình Thế giới đó đây của đài truyền hình SET. Ngày hôm nay để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu văn hóa của người Nhật Bản với những con búp bê với tên gọi là Daruma. Con búp bê một mắt này có gì đặc biệt và mang ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu nhé! Tại ngôi đền Shorinjan Darumachi ngay tại Takasaki, cách Tokyo khoảng 130 km về phía bắc, du khách được chào đón bởi hàng trăm con búp bê ngồi xổm xếp chồng lên nhau. Mỗi con búp bê hầu hết được sơn màu đỏ, mặt trắng có râu nổi bật, đôi mắt to đen với ánh nhìn đầy quyết tâm. Đó chính là con búp bê Daruma, được mô phỏng theo Bồ Đề Đạt Ma, một trong những biểu tượng may mắn rất phổ biến ở Nhật Bản. Và những người nông dân ngay tại Takasaki đã bắt đầu làm búp bê Daruma từ khoảng 200 năm về trước. Và đến nay thì đây vẫn là khu vực làm búp bê Daruma chủ yếu được tìm thấy trong các ngôi nhà trên khắp Nhật Bản. Du khách đến chùa có thể mua búp bê Daruma hai mắt trống rỗng và họ sẽ ước nguyện và vẽ màu sắc lên con mắt bên trái của nó. Sau khi ước nguyện được thực hiện thì người mua sẽ vẽ lên mắt còn lại. Đến cuối năm thì du khách sẽ tặng lại búp bê Daruma lại cho ngôi đền và mua một cái mới để thực hiện ước nguyện khác. Hoặc nếu như điều ước ban đầu chưa thành hiện thực thì nó mang hàm ý cho một khởi đầu mới để đạt được mục tiêu đặt ra. Daruma xếp đống ngay tại Shorinjan Darumachi là những búp bê đã giúp người chủ thực hiện được nguyện ước và nó sẽ bị đốt cháy trong một buổi lễ vào năm mới. Nhưng búp bê Daruma đại diện cho ý nghĩa sâu sắc hơn, hăng chỉ là đơn giản là một bùa may mắn ngay tại đây. Nó cũng là biểu tượng cho người Nhật Bản kiên cường, một quốc gia thường xuyên phải đối mặt với thảm họa. Trong 100 năm qua thì Nhật Bản đã phải chịu đựng đại thảm họa động đất Kanto vào năm 1923, gần như san bằng cả Tokyo, cùng với lại hai quả bom hạt nhân ngay tại Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945, hoặc là trận động đất Kobe vào năm 1995 chỉ 2 tháng sau khi xảy ra vụ tấn công bằng khí ga sarin ngay tại Tokyo, và một trận động đất đi kèm với lại sóng thần hạt nhân ở ngay khu vực Tohoku vào năm 2011. Búp bê Daruma đã đóng vai trò như là một lời nhắc nhở rằng dù có bị vấp ngã bao lần đi nữa, chúng ta phải luôn đứng dậy. Khi nhắc đến văn hóa thì mỗi vùng sẽ có mỗi phong tục khác nhau. Những điều mà chúng ta cho rằng là kỳ lạ đôi khi lại là một truyền thống của nước khác. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đi đến Singapore để tham gia một lễ hội gọi là lễ xỏ khuyên. Sai Pisam hay còn gọi là lễ hội xỏ khuyên ở Singapore. Đây là một lễ hội theo văn hóa của người Hindu được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 1 hoặc là tháng 2 hàng năm để tỏ lòng kính trọng của người Tamil dành riêng cho chúa Murugan là một vị thần chiến tranh. Để chứng minh sự sùng kính của mình thì các tín đồ sẽ dùng xiên bạc đâm vào nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể và họ tin rằng những vết đâm này sẽ giúp cho cơ thể ngày càng khỏe mạnh, giàu lòng can đảm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống. Tiếp theo sẽ là Thái Lan. Nào giờ quý vị nghe về nhà hàng buffet nè, lễ hội buffet. Tuy nhiên ở Thái Lan thì họ lại tổ chức một lễ hội buffet này dành riêng cho những chú khỉ. Đi đến Thái Lan, Lopburi là một điểm dừng chân thuận tiện trên tuyến đường sắt phía bắc đến Chiang Mai. Là tàn tích Khmer mang tính biểu tượng ở thành phố này có là Prang Samyot, một nguồn gốc của một ngôi đền Hindu. Tuy nhiên, những cư dân ở đây mới là mối quan tâm của cả khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó thì xung quanh ngôi đền có thể thấy được hàng trăm chú khỉ đuôi dài. Lễ hội khỉ được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11 và lần đầu tiên lễ hội này diễn ra là vào ngày 25 tháng 11 năm 1989. Có tới 35 chiếc bàn được phủ đầy các loại thức ăn đặt tại 3 địa điểm khác nhau trong thành phố để những chú khỉ hoang có thể ăn uống no nê thỏa thích. Và những chú khỉ này thường cư trú tại khu vực đền Prang Samyot, các miếu thờ và ở trung tâm thương mại ở Thái Lan. Lễ hội này sẽ thường bắt đầu vào khoảng 10 giờ với các buổi biểu diễn âm nhạc nè và điệu múa khỉ của con người. Sau bài phát biểu của thống đốc Lopburi thì những chú khỉ sau đó sẽ được mời xuống ăn ở các bàn ăn tự chọn. Ước tính thì có khoảng 4 tấn hoa quả và các loại sử dụng trong bữa tiệc gồm chuối, táo, nho, na cùng với lại nhiều loại đồ uống khác nhau. Nhắc đến những bộ tộc trên thế giới thì vẫn còn nhiều nơi họ lưu giữ truyền thống kỳ lạ và một số thì chỉ nghe đến thôi cũng đủ để rợn người và trong số đó chính là bộ tộc Yanomami.
Yanomami là tên của một bộ tộc người bản địa ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, nằm ở bên biên giới giữa nước Venezuela cùng với lại Brazil. Với dân số ước chừng khoảng 20.000 người chia thành 200-250 ngôi làng khác nhau, đây là bộ tộc lớn nhất nơi này. Bộ tộc Yanomami thì vẫn sống hoang dã như hàng ngàn hàng vạn năm trước. Họ không muốn liên lạc với thế giới bên ngoài cũng như thay đổi những phong tục văn hóa, thói quen sống từ thuở sơ khai. Vì vậy cho đến bây giờ thì họ vẫn tiếp tục thực hiện nghi lễ mai táng khá đáng sợ, bao gồm cả việc ăn những người đã chết. Cụ thể hơn thì không chỉ riêng gia đình, bạn bè mà cả bộ tộc sẽ cùng nhau ăn những món súp làm từ tro cốt của người đã mất. Và người Yanomami thực hiện nghi lễ này vì họ không coi cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thay vào đó, họ tin rằng các pháp sư từ bộ lạc đối thủ đã phái một linh hồn tà ác trực tiếp tấn công ai đó trong bộ lạc của họ. Do đó, để bảo vệ linh hồn của những người thân yêu, họ buộc phải hỏa táng và khiến cho thân xác người chết hòa vào thân xác của người sống. Người Yanomami coi việc hỏa táng là một nghi lễ tự do hơn nhiều so với việc chôn cất, vì sự phân hủy là một quá trình chậm rãi và tẻ nhạt với bộ tộc này. Nghi lễ mai táng của người Yanomami khá là phức tạp. Cụ thể thì khi một người trong bộ tộc này qua đời, thi thể của họ sẽ được quấn trong lá và để ở bìa rừng từ khoảng 30-45 ngày. Sau đó thì họ sẽ thu thập những mẫu xương để làm lễ hỏa táng. Trong quá trình hỏa táng thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng hát của các thành viên trong làng. Sau khi hỏa táng kết thúc, phần tro cốt còn lại sẽ được trộn cùng với lại chuối lên men thành một món súp đặc biệt. Và cả bộ lạc sẽ ngồi cùng nhau và thưởng thức món ăn này khi nó được truyền cho từng người qua một quả bầu. Họ tin rằng khi mà ăn hết thì linh hồn của người chết sẽ tìm được sự thanh thản. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến Florida khi tiểu bang này đã bắt được tổng cộng là 5.000 con trăn miếng điện. Tuần này, tiểu bang Florida đã ghi nhận một cột mốc mới, đó chính là 5.000 con trăn miếng điện bị bắt ở công viên quốc gia có tên gọi Everglades kể từ khi chính quyền tiểu bang trả tiền thưởng cho những thợ săn để bắt chúng từ năm 2017. Chương trình này được điều hành bởi Cục Thủy lợi Nam Florida và Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thủy sản của tiểu bang này. Trăn miếng điện được mang đến Florida trước đây như là một loại thú cảnh, nhưng chúng sinh sôi và phát triển nhanh chóng vì cứ mỗi con cái như vậy có thể đẻ đến 100 quả trứng trong mỗi mùa sinh sản. Và chúng trở thành mối đe dọa cho hệ sinh thái của công viên quốc gia và toàn tiểu bang Florida, vì chúng là một loại ăn tạp và không có đối thủ nào trong tự nhiên. Chương trình trả tiền thưởng cho thợ săn được đưa ra để làm giảm sự thống trị của loài động vật này. Thông thường thì thợ săn được trả mức lương tối thiểu trong vòng 10 tiếng mỗi ngày cộng với số tiền thưởng dành cho kích cỡ của con trăn mà họ bắt được, như là $50 cho một con trăn dài 1,22m và thêm $25 cho mỗi 0,3m dài hơn. Thợ săn nào bắt được con trăn đang đẻ trứng thì sẽ nhận được thêm $200 nữa. Và công cuộc chống lại loài động vật xâm lấn này sẽ còn kéo dài vì các nhà khoa học đã ước tính có tới khoảng 100.000 đến 300.000 con trăn miếng điện đang sinh sống ngay tại Everglades. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng biết đến một thông tin khá là vui nhộn. Nào giờ đó quý vị nghe đến là có người bị béo phì, nhưng mà chó béo phì thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú chó Skyler nhé. Doritos là loại snack khoái khẩu của nhiều người và ngay cả những con thú cưng thì món bánh này cũng là một trong những sở thích của chúng và không thể cưỡng lại sức hút của món ăn vặt thơm ngon này. Một chú chó có tên là Skyler cực kỳ thích ăn Doritos. Đặc biệt là chú chó này đã ăn liền hơn 10kg Doritos trong một thời gian ngắn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Skyler được chẩn đoán là bị béo phì nghiêm trọng, cân nặng đã tăng lên gấp 2 lần so với trước đây. Chúng ta phải tiếp nhận quá trình điều trị giảm cân cùng với lại chuyên viên thú y. Cô Mandy Hannigan là cô chủ của Skyler cho biết chú chó này có thể ăn hết một phần là 3 túi Doritos trong cùng một lần. Ngoài ra thì chú chó Skyler còn thích ăn những loại thực phẩm dễ gây béo phì khác như là phô mai cheddar, hành tây chiên, lạp xưởng, v.v. Vì cân nặng tăng nhiều dẫn đến việc khó khăn trong hô hấp, các bác sĩ đã yêu cầu cô chủ thay Doritos thành cà rốt để làm thức ăn cho chú. Bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại. Hồng Tứ hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh ngày hôm nay. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và
và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Quay trở lại với chương trình tuần này, Hồng Tứ mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu một vài phát minh lạ lùng. Đầu tiên là nước hoa mùi NASA. Nếu như quý vị là một người yêu thiên văn, thích vũ trụ và luôn tự hỏi khi đi vào không gian sẽ có mùi như thế nào, thì sản phẩm mới này sẽ giúp quý vị trả lời những câu hỏi này. Steve Peirce là người sáng tạo, nhà khoa học của Omega Ingredients, là một thương hiệu vừa phát hành nước hoa All the Space. Nước hoa hương vũ trụ huyền bí ra mắt thông qua trang web khởi nghiệp có tên là Kickstarter vào ngày 18 tháng 6, 2020. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng ra mắt thì dự án này đã nhận được tài trợ lên đến 124%. Và đến nay thì hơn một tháng hoạt động, nước hoa độc đáo này đã nhận được hơn 330.000 đô. Và mùi hương vũ trụ trong sản phẩm này không phải là chiêu trò marketing hay là quảng cáo, mà để hình thành mùi hương được mô phỏng như là đến từ vũ trụ, thì ông Peirce đã thực sự dùng kiến thức của mình trong khoảng thời gian làm việc cho NASA vào năm 2008. Và ông đã mài dũa nghiên cứu các thành phần để có thể tái tạo ra mùi của trạm vũ trụ Hòa Bình. Outer Space dự đoán sẽ trở thành hương nước hoa rất được mọi người ưa chuộng trong thời gian tới đây. Và hiện tại thì giá thành vẫn của chai nước hoa này vẫn chưa được công bố. Nếu như nhắc đến phát minh kỳ lạ mà chúng ta lại bỏ qua Nhật Bản thì thật là một thiếu sót. Quốc gia này vừa ra mắt một loại khẩu trang thông minh vừa phòng dịch corona vừa dịch được 8 ngôn ngữ có bao gồm cả tiếng Việt. Khi việc đeo khẩu trang trở thành một việc cần phải làm trong bối cảnh đại dịch hoành hành, một công ty startup ở ngay tại Nhật Bản có tên là Donut Robotics đã phát triển một loại khẩu trang thông minh không chỉ giúp chống lại virus mà còn có khả năng kết nối Internet, gửi tin nhắn và dịch từ tiếng Nhật sang 8 ngôn ngữ khác nhau. Được biết đến với tên gọi là C-Mask, khẩu trang được làm từ nhựa cứng màu trắng có thể kết nối với thiết bị di động thông qua Bluetooth. Và với loại khẩu trang này, nó ghi nhận chuyển lời nói của người dùng sang văn bản điện thoại. Nhà sản xuất Donut Robotics rất tự tin tuyên bố sản phẩm của công ty là khẩu trang thông minh Smart Mask đầu tiên trên thế giới. Điều tuyệt vời là C-Mask còn có thể dịch được tiếng Nhật sang tiếng Việt, chứng tỏ nhà sản xuất đã coi trọng việc giao tiếp giữa người Nhật và người Việt Nam. Ngoài ra, những thứ tiếng phổ biến khác cũng được hỗ trợ trong C-Mask, bao gồm có tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Pháp, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và kể cả tiếng Trung Quốc. Cũng ngay tại Nhật Bản, mới đây lại có một cây xương rồng cao ngất ngưỡng nằm ngay tại Tokyo đang được mong đợi sẽ vào sách kỷ lục Guinness. Hình ảnh một cây xương rồng cao bất thường mọc bên cạnh tòa nhà 3 tầng tại Tokyo đã gây chú ý trên rất nhiều kênh truyền hình châu Á, đặc biệt là đối với lại những ai thích xương rồng, cây kiển. Chủ nhân của những bức ảnh còn phải công nhận, đó chính là ban đầu anh nghĩ đây chỉ đơn giản là một ống nước hay là một cái cục điện được sơn màu xanh. Nhưng nhìn kỹ thì phần đỉnh có chút biến dạng, cao vượt qua cả nóc nhà. Và vì muốn chắc chắn nên anh đã đến gần xem và vô cùng ngạc nhiên khi biết nó thật ra là một cây xương rồng. Và với cây xương rồng này được cố định bằng một số những vòng kim loại, chứng tỏ nó đang được chủ nhân chăm sóc rất tốt. Và để tránh cho loại cây này cao siêu vẹo thì họ đã cố định một cây sắt vào sát tường nhà. Chủ nhà còn cắt bỏ hết gai xương rồng để người dân xung quanh không vô tình bị thương. Và khi vượt khỏi nóc thì đỉnh của cây xương rồng cao này đã biến dạng vì không được cố định. Nhìn từ xa đó thì trông nó giống như là một dáng người đang nhảy qua nóc nhà. Và dù lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội nhưng chưa thật sự có thông tin nào về cây xương rồng to lớn này. Và đặc biệt là chẳng ai biết nó là giống xương rồng gì, cao bao nhiêu tuổi và chủ nhân là ai.
nhưng vì cao hơn tòa nhà 3 tầng nên một số cư dân mạng đoán rằng đây là cây xương rồng thành phố cao nhất thế giới. Tòa nhà này cao ít nhất là 10 mét, vì vậy cái cây có thể cao hơn 10 mét, một kích thước rất là đáng nể. Và chúng ta nhắc về kỷ lục Guinness Thế giới với loại xương rồng hiện về thuộc cho một cây xương rồng cao ở Cordon của ngay tại Mexico, cao đến 19,2 mét, được thiết lập vào năm 1995. Tuy nhiên thì mọi người vẫn tin rằng cây xương rồng thành thị bên cạnh tòa nhà tại Tokyo sẽ đánh bại kỷ lục này vì nó vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Tứ sẽ tiếp tục đưa quý vị đi đến một địa điểm ngay tại Iran với mệnh danh là đảo Cầu Vồng. Hormuz là một trong những vùng đất nổi tiếng ở Iran bởi phong cảnh ngoạn mục. Lang thang trên hòn đảo này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thiên nhiên rực rỡ với rất nhiều màu sắc khác nhau như là màu đỏ, màu vàng, cam, xanh lá cây, trắng, nâu xám, ngọc lam, v.v. Đây cũng chính là lý do nơi này còn được gọi là đảo Cầu Vồng của Iran. Đến hòn đảo đầy màu sắc này thì điều huyền diệu nhất thì du khách có thể dành thời gian ngắm biển đỏ, nơi rất nổi tiếng bởi hiện tượng sóng đánh vào bờ chuyển thành màu giống như là màu máu. Trải dài ven bờ là vùng nước đỏ như son, trong khi đó thì vùng nước biển cách bờ không xa vẫn là một màu xanh trong. Lý giải hiện tượng thú vị này thì các nhà khoa học đã giải thích màu đỏ ở vùng biển Hormuz được tạo ra bởi khoáng chất có tên là gilac, chảy ra từ ngọn núi giàu chất oxy đỏ gần đó. Gilac không chỉ có giá trị trong công nghiệp mà còn được người dân bản địa nơi này sử dụng như là một loại gia vị thường ngày. Chất gilac chảy ra biển khiến cho các vùng đất mà nó đi qua cũng nhuốm một màu đỏ, tạo nên cảnh quan bắt mắt. Và đất đỏ của Hormuz có giá trị kinh tế cao, từng xuất cảng để sử dụng trong các ngành công nghiệp như nhà ngành nhuộm, mỹ phẩm, thủy tinh và gốm sứ. Tuy nhiên, việc xuất cảng hiện nay đã bị hạn chế hơn nhằm ngăn chặn sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Còn bây giờ, trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ cùng biết đến một vài thứ kỳ lạ được bán từ người nổi tiếng và được mua lại với cái giá trên trời. Đầu tiên là nghệ sĩ người Anh Tracy Emin. Vào năm 1999, nghệ sĩ người Anh Tracy Emin đã thật sự đem chiếc giường và rác thải của cô đã sử dụng tới cuộc đấu giá. Tác phẩm với tên gọi là Chiếc giường của tôi đã được Charles Saatchi mua lại với số tiền lên đến 150.000 đô. Sau đó, người đàn ông trên đã quay trở lại và bán lại món đồ này như là một biểu tượng của chứng trầm cảm với giá là 4 triệu đô. Tiếp theo là cố ca sĩ Elvis Presley bán một ly nước với giá 455 đô. Vào năm 1977 thì các trợ lý của Elvis Presley đã bán đi ly nước mà ông đã uống qua với giá là 455 đô. Sự kiện này xảy ra ở North Carolina sau một buổi hòa nhạc của ông. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì con số 455 đô là một số tiền rất lớn. Đến hiện tại thì không ai biết ai đã mua và bảo quản chiếc ly này. Nhân vật tiếp theo chính là ca sĩ Britney Spears cùng với lọn tóc với giá không dưới 1 triệu đô. Vào năm 2007 thì nữ ca sĩ đã khiến cho mọi người hoàn toàn bất ngờ khi xuất hiện cùng với lại một cái đầu trọc. Và chủ tiệm làm đẹp nơi nữ ca sĩ cắt tóc đã quyết định bán đấu giá bộ tóc của cô với giá không dưới 1 triệu đô. Cuộc đấu giá cũng bao gồm chùm tóc đuôi ngựa, chiếc bật lửa và lon nước tăng lực mà Britney Spears đã để lại tiệm. Không chỉ có tóc mà chỉ một tờ khăn giấy được người nổi tiếng sử dụng qua cũng có giá bán trên trời. Đó chính là tờ khăn giấy từ Scarlett Johansson. Lần bán đấu giá này là tờ khăn giấy mà Scarlett Johansson đã sử dụng trong The Tonight Show. Tờ khăn giấy mà cô dùng được đặt trong một túi nhựa và bán với cái giá là 5.300 đô. Không dừng lại ở đó, mọi người còn có thể mua hơi thở của người nổi tiếng online. Thay vì với ý tưởng là bán chiếc micro mà Angelina Jolie và Brad Pitt từng sử dụng trong một sự kiện, một người phóng viên đã bán chiếc hộp đựng hơi thở của hai nghệ sĩ này với giá là 530 đô.
Đúng là người bán thì họ có quyền bán những gì họ thích. Tuy nhiên điểm lạ là lại có những người chịu bỏ số tiền không nhỏ để mua những vật dụng này. Đến đây thì chương trình Thế giới đó đây cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ hy vọng rằng chương trình đã gửi đến cho quý vị những thông tin hữu ích và những giờ phút thật thư giãn. Mọi đóng góp ý kiến quý vị có thể gửi về cho Hồng Tứ qua địa chỉ email thegioidoday@gmail.com. Hồng Tứ xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu.